Sao nữa? À, như nó xuất hiện tiếp kìa. Sao biết tôi sao biết tôi đi ở đây làm gì có đường chạy. Ủa sao đất này kìa. Rồi sao? Dậy lên đây, dậy lên đây. Dậy vô đây, dậy đây. Núp 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 núp. Bấm control, bấm control. Đất này. Biết rồi. Sao nó xuất hiện vô đây là đường nó mình chạy trời. Ơi. Cái sầu đất nữa kìa, rồi giờ sao? Chạy đi. Trời ơi. Giờ đây tắt đèn rồi, kịch cho. Trời sao chết. Không biết nó có cái cuốn sách đúng không vậy? Trời ơi, hết hồn. Tôi sợ đi đụng chúng con nào ghê luôn. Bây giờ tao để cái âm thanh ở bên trái hết á. Ờ. Ôi. Được, được con rồi. Đứng yên, đứng yên. Đứng yên. Tao đứng yên rồi mà. Ủa? Tự nhiên cái điểm mở cái đường này cho mình chi vậy? Ủa cái tổ mất tiền. Hôm nay dứt điểm luôn ha. Ừ. Nay dứt điểm luôn cái Wicked Death boss 3, boss cuối của game. Boss cuối của chapter 1 luôn. Dứt luôn à. Game này nó khó từ cái boss 1 luôn rồi sang cái boss 2 nó quằn hơn nữa, boss 3 thì tao chưa biết như nào. Ở đâu? Đang tải cái gì nữa. 45 rồi. Ê. Đi. Pin hao. Rồi lại nghe cái tiếng nó mà tao không biết con đó ở đâu hết á. Ê, có gì bấm được bấm hết nha Khang. Trời nè. Mày thằng tao là đen thui luôn á. Tao chỉ đi theo được mày thôi á. Mở rồi, mở rồi. Không có thẻ. Thôi nói ra rồi Khang ơi. Ơi cái này quen quá mày. Rồi chết rồi. Dễ vậy. Tao mò đường nó chạy ra đây. Tao không, tao nghe cái tiếng nó lớn lắm mà. Ui. Ừ, để coi nó có ra đây không. Hình như dùng an toàn. Đường nó rớt xuống kìa. Đi luôn. Tao đâm đầu dưới tường ơi. Ui, để coi nó có ruột không. Con này tao không biết cơ chế của nó hoạt động như thế nào nữa. Cũng là chết rồi. Cái boss bò này nó hơi khó, nó hơi quằn. Nó còn quằn hơn 2 chưa đắm được nữa. Cái gì hết á. Vô thấy có gì lụm được lụm hết rồi. Không cách chơi game của tao đó. Ừ, đi qua đây luôn. Chết rồi. Nhanh quá. Thôi tao chết luôn rồi. chưa. Rồi lần này chết thiệt nè. Rồi. Có cái thẻ xanh rồi nè. Ta không thấy gì luôn á. Đường đen thui à. Chết mẹ. Ê
Thành nó rớt đúng nơi vậy. Chạy luôn. Nút bị disconnect rồi. Đường ủa đường gì mà vãi liền thế? Lượm được những gì à? Dây điện. Cái này là cái gì? Nó chơi con trụ vô cái gì? Quay lại máy phát điện á. Đúng vậy. Bên này mà đúng mà còn quỳnh lại em chứ. Đây nè, nằm dưới đây nè, nhảy lầu đi chứ. Mày tính nhảy đúng không? Tao có đang tính nhảy. Trời. Giật cả mình. Sao nữa? Mày nhìn nó xuất hiện tiếp kìa. Sao đứt tôi, sao đứt tôi, bắt đi. Ở đây làm gì có đường chạy. Ủa sao đứt này kìa. Rồi sao? Dậy lên đây, dậy lên đây. Dậy lên đây, dậy lên đây. Núp, 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 núp. Bấm control, bấm control. Tắt đèn. Biết rồi. Sao nó xuất hiện vô đây là đường đó mình chạy trời. Nó nói mình cái gì dây điện bị cắt á. Đây cái phòng này. Sao đất nữa kìa, rồi giờ sao? Chạy đi. Trời ơi. Giờ đây tắt đèn rồi, kịch cho. Trời sao chết. Tại nó cứ xuất hiện cái chỗ đó hoài vậy. Hồi nãy dưới đây nó kêu là thiếu dây điện đúng rồi, nó sao đít. Để quay lại chỗ đó. quay lại, hồi nãy có cái nút gạt mà tao chưa có gạt. Gạt. Cái gì vậy? Ủa, cái gì nó ảo vậy? Má phải lột, nhìn mày mắc cười lắm rồi. Mày đang bấm cái kè, cái con ma nó từ trên đầu nó rớt xuống đầu mày, cái nó đánh mày luôn. Ảo vãi liền. Mày phải nha. Ừ. Trời ơi, rớt trước mặt. Cãi nó. Đi qua đây luôn. Ê, không có cái... Bắt cua. Ê, hồi nãy ở trên kia nó có cái mảnh thẻ mà trên cái thùng á. Trên cái thùng hồi nãy mà tao, cái khúc mà tao bắt cua ta né đó, ở trên đó có cái mảnh thẻ, tao chưa kịp lụm nó tao chết rồi. Tao lao nó gớt tiếp chỗ đó tiếp. Cãi nó luôn. Mày ban gì chết vậy? Chết. Chết chưa? Bắt cua trượt. Đang bắt cua. Chứ mày nó hạ miệng dưới cái nhảy vô miệng nó vậy ba. Đi luôn rồi. Kiểu gì nó cũng rớt chỗ đó rồi. Có gì mày dụ nó nha, tao bắt cua lên tao lấy cái hẻ vô. Nè. Mày chạy chung với tao. Thôi luôn. Lụm được. Dụ đi cây. Dụ nó chạy đường khác luôn. Ở đâu? Ôi, tao lụm được rồi. Power key wrap. Tao có cái key wrap rồi nè, giờ mở cái cổng này luôn. Ôi, door is jammed. Jammed là cái gì? Kìa nó kìa.
tội. Mày phải lộn với cái. Tao lụm được cái thẻ gì nè. Tao nghĩ chắc là mở cái cổng này nè Khang. Giờ tao mới vô luôn. Đây cái cổng này. Ôi được. Ủa. Đúng lại đúng lại. À có đồ nè trời. Rồi đó đủ rồi đó. Đủ đồ. Đồ chơi đó Khang. Lên lâu. Đường đâu giờ nghe không cho nhảy lầu nè. Tao chạy đường này. Nó tao đứt tao nghĩ. Đây đây vô đây núp ngay. Vô đây ơi vô đây vô đây qua đây qua đây. Rồi rồi núp xuống tắt đi. Như nó bỏ mày. Ngủ quá mày. Bỏ rồi. Gì vậy? Ơi, quánh. Sao đứt? Đóng cái cổng này lại. Rồi tao đóng cổng rồi, hay lắm. Đúng là outplay. Ok ơi. Mày phải giữ mạng á. Mày phải là hàng giữ mạng. Sao vậy? Cứ nghe theo tao đi. Ủa, đồ lên lầu ngu sống vậy. Sao đứt mày ơi. Ở nơi dưới, này rửa dưới. Survive for one minute. Trời ơi gì vậy trời ơi. Rồi mày chạy về mày lấy mày sinh tồn đi Khang. Chết rồi. Trời ơi mày chết dội vậy. Hỏng rồi. Bật đi. Từ từ, đứng đây. Ôi nó có spam vô này, mình chạy ra, mày đứng ở trong đây mày coi đi. Rồi xong rồi kìa. Không. Rồi đó coi nó có mở cửa không. Rồi con. Ủa nó bay lên rồi mày ơi. Đi. Ê, thẻ màu cam, rồi xong. Trời, thấy gì không? Vậy, trời nó bay lên rồi. Nó bay xuống đít kìa. Nó xác đít mày với tao luôn mình. Vô đi. Rồi, ok. À, outplay nó V2. À, đúng rồi, bro, outplay có khác. Rồi, phải đi hay tao? Hay lắm, đi luôn. Chỗ này có là speedrun. Ê, tao mày vô dùng an toàn rồi đó. Trời ơi. Con heo kìa. What? Ơi có cái con gì kìa. Cái bóng trắng này thấy không? Thấy. Missing keycard. Security control room. Còn không có thẻ luôn. Bú thiệt. Lên đây chỉ có bú thôi. Thế rồi ui đập tầm được số không? Không, hình như nó dùng an toàn của mình. Đóng lại. Phòng này có gì không? Lút dạo phòng này cái gì kìa. Lút đi Khang, tao coi cho. Ừ nha, tao đang lút nha. Có không hả? Có gì luôn. Ừ. Sao để mở được cái cửa dưới. Ê.
Ok. Lút lại. Có gì lút không? Có. Ê, có cái kình cho ba nồ nè. Nghe, yeah, không có gì hết á. Đi tiếp rồi. Từ từ để nắm đường cái. Tại mình đi. Bấm chay đi. Mày bấm chay lên mày coi đi. Cái đầu tiên luôn á. Avoid moving the monster in listening. À rồi tao hiểu rồi. Rồi. Thấy nó là đứng yên nha. Mình đi vậy nó cũng ra tiếng động à. Từ đó đâu. Đừng ra, mày đứng yên trong này đi. Đứng yên trong này. Ôi, qua đây luôn. Ơi có nè. Dạ. Phong đi. Bên kia có cái office. Vô. Phải lộn. Thôi lộn, lút đi. Má đi cái đường. Ôi, nhiều vậy. Ơi, có nè. Cái gì đó, lụm đi. Bấm rồi, chắc lụm rồi đó. Rồi chết hết đi. Ngoài cửa luôn á. Điều gì chỉ? Có. Thì điện tới thui luôn rồi. Nhảy lên có ra tiếng động rồi. Rồi nhảy nó cũng tính tiếng nữa. Tiền giờ ở đây tối thu gì vậy? Ôi, thấy bình thường mà. Nhưng mà bình thường hả? Đồ, tao thấy sáng mà. Đó, mình bật thêm rồi nó chói luôn. Ôi. Nó hả? À, mày nhìn nha. Nhìn kỹ nha. Ừ. Gì vậy ba? Đứng đây sao mà nhìn? Đứng đâu? Đứng trước cái cửa luôn, đứng trực diện cái cửa luôn. Á! À, đâu lại mất! Đâu lại! Đó đó. Thấy chưa? Thấy cận cảnh chưa? Mở thử đi mình. Sao đó kìa? Đứng nó cam ở đó luôn rồi sao mình đi? Còn thử làm chuyển động rồi. Đi trước đi. Trời ơi, phải đúng không? Ừ. Nói đuôi tay nha. Ừ. Ta thấy được phải đường cục mà. Mày mệt ta. Vậy nó bị kẹt cái cửa rồi, ta để ý. Ờ, đúng rồi, chân nó kẹt kìa. Đi thử đây. Không, mình quẹo phải là nó quẹo phải là nó thoát luôn á. Giờ mày tao phóng đi, hai thằng một phóng luôn. Kì bộn, tự rồi coi đằng rồi đằng trước có cái công tắc. Giờ tao đi trước, tao chạy để tao mở nha. Ừ. Đếm 1, 2, 3. Tao đi sao ra. Tao để ship sao. 1 1, 2, 3, chạy. Ôi đừng cục mày ơi. Mở cái office đi, mở cái office cái từ. Không, tao nghĩ cái phòng đó mới là cái phòng mình cần đi á. Cái phòng mà nó đang bị đúng kẹt á. Đi cửa sổ hứa ơi. Ừ, đi cửa sổ chứ sao nữa à. Đường cắt gì ghê với luôn. Mình đây. Mình đánh, đứng yên đi, đứng yên.
Ê, có cái gì không nó đỡ vậy? Đâu? Đâu cái nào? Không biết nó có cái cuốn sách đúng không vậy? Trời ơi, hết hồn. Ơi, ơi mình đủ đồ rồi nè. Cứu từng phòng đi, nè cuốn sách đỏ. Cái nút nữa. Bấm không? Yeah. Như cái nút này nó liên kết với cái phòng bên kia á. Phòng này nè. À đây. Cái gì vậy? Rồi, em. Đúng vậy. Trong lưng. Đù. Đéo em rồi. Trời sao cái bóc bò nó rộng vãi cái trưởng ra luôn vậy trời. Tao thấy tao nãy game rồi. Game này hành trình dài vậy. Không biết có con nào nó chơi sai không trời. Build game tụi nó cũng chịu chơi ha. Ừ. Build chắc cũng phải lâu lắm á, chơi đã lâu rồi, cái này chắc build cũng lâu nữa. Build như cái thành phố luôn á mà. Còn hơn cả cái thành phố nữa. Ý Băng Hà. Đi theo đường mấy cái này. Mày có đồ không? Mình được không? Cái đèn tự bắt nó có gì không? Này cái phòng nằm hả? Rồi nó bự thì trời, bự vãi. Trời ơi. Tao mày so với cái hai này, tao gì con kiến vậy? Tự. Đi mấy cái đèn đi. Trời ơi, trơn. Mày trơn. Không thế. Này làm gì trời? À, qua được nè. Hồi nãy tiện nó chặn nè. Rồi, có điềm rồi nè. Rồi. Ui. Tôi nhảy một mặt xuống nè. Tôi nhảy. Tôi thui nè. Hồi nãy không biết là tao bị cái mũ vào, không biết hồi nãy tao nhìn nhầm cái lông trên cái mũ vào mày, hay là có cái con gì nó vừa mới hé cái đầu ra ngay cái chỗ này nè. Bà ta. Tại cái hồ. Từ. Để xung quanh nha, tao không muốn bị tấn công bất ngờ đâu. Cái gì kìa, cái cổng. Úi, cháu gì? Mày đâu rồi, tao chưa vô rồi nè. Trời, chói lắm. Rồi vô rồi nè. Ồ, mất đèn pin luôn rồi đó. Hết đèn pin rồi. Ôi trời ơi, trời. Núp hả mày? Để... Giờ đây gặp ma ghê quá, giờ đây ở luôn. Ở đây mới ghê á. Có cái con gì kìa, kìa. Oh shit. Để ổn đâu. Như hồi nãy mình gặp ở ngay cái khúc mà mình đang đi cái gì á? Ừ, đúng rồi đó. Nãy lúc mà trong tàu đó. Lúc mà trên tàu. Còn hai cái con gì đúng không? Lúc trên tàu á, không biết tao nhìn nhầm, để xíu nữa tao coi lại video cái. Ok.
Ừ, bấm click đi rồi. Cái gì không? Cái gì? Xà beng, xà beng, xà Tà beng. beng. Xà beng cậy gỗ. Giờ tao mày đi kiếm gỗ cậy. Rồi tao thấy là tao mày đi vô đây rồi đó. Ừ. Tao thấy là tao không muốn đi gì nữa. Rồi chia hai đường nè. Bên trái đi. Thằng kia tao mày vô mày cùng rồi, đúng không? Đi mày cùng thiệt rồi nè. Mà ta Ôi trời ơi, cái mày cung. Nghe con nào được kỹ lắm á. Cái gì bên trái vậy? Tại tao nghe mày ơi. Đi bên trái. Ôi trời. Bộ lao động khổ sai thiệt. Đấy, tôi sợ đi đụng chúng con nào ghê luôn. Bây giờ tao để cái âm thanh nó bên trái hết á. Ôi! Được con rồi. Con đi được bên phải rồi. Spawn mình ở đâu vậy? Trời, spawn ở đây hả? Giết người không? Trời game. Đứng yên, đứng yên. Đứng yên. Tao đứng yên rồi mà. Ôi thằng ngươi giống vậy cái đường gì mà sao giống như rò. Mình không bác vậy. Cứ đi thôi. Ấy. Ngon. Trời ơi là trời. Bần quá. Mọi cậy ra đi. Ủa cậy đâu? Cái hàng ơi khoan hàng này hàng gì hình như hai đường đi đi cùng một hướng hết hay sao vậy. Cửa này mở không được, nhảy cửa sổ trong nó có gì không. Khẩu này lấy gì quên rồi, tao đâu biết. Bí thuật rồi. Thôi, đi qua đường này. Nghĩ vô. Ủa làm vậy? Mình ơi. Tao đang đứng yên, đứng yên, cứ đứng yên đi. Tao núp sau nhà luôn á. Tao đang đứng yên, đang đứng yên. Nó đang đầu, nó có vô không? Không, nó không có vô. Rồi, nó đi rồi. Bây giờ tao mình lụi mật khẩu đi, cho nó nhanh. Mày canh nó nha, tao lụi á. Gì vậy? Ờ, cái gì? Thấy mắc cửa quá rồi. Bí thuật ơi. Ấy nó tới kìa. Đứng yên. Đứng yên. À...
Ủa có đường bên trái à? À, mình mới vô đây mình lấy code rồi mình mới đi tới cái cửa. Ôi giời ơi là giời. Trời ơi, cao mũi. Cao mũi mình ơi. Game này một chuyện khó mà cái bắt ba là bắt cuối, hình như bắt ba là lâu nhất trong hai boss luôn á. Ừ. Hả? À, đây. Tam giác dù chụp lại tròn sao? Cứ nhảy qua, tao quay lại tao nhìn mày nhảy. Chởm lên cái tao hết hồn. Không mà đọc hết cái đọc hết. Tam giác dù tròn ngôi sao. Anh ok, nha. Tròn ngôi sao ở dưới cho mấy trên. Thôi mày nhập hết luôn đi. Vô. Cái gì? Cái gì? Không biết nữa, tự nhiên chúng ta đang chưa làm gì đó, cái tiếng nhạc cửa nó rung lên vậy đó. Ở dưới á, xuống dưới nè. Chỗ này chỗ mình núp nè, thì chỉ có hàng step trong này vậy. Ủa là núp như cứt vậy. Núp xong cái ra ngoài. Núp xong cái ra ngoài luôn rồi nè. Có hàng step nè. Ờ, có bí thuật tiếp đi. Ừ, loot cái đi. Cái gì vậy? Ở đây có cái chìa khóa nè. Tao mở không được. Để tao núp sao cái tao ra ngoài luôn kìa. Ờ, tao thấy mày nè. Tại thằng Steve nó đẩy tao ra ngoài. Mày bé. Chìa khóa gì vậy? Chìa khóa gì? Chìa khóa mày do là chìa khóa nghĩa địa. Ô, mình ơi, mình ơi, mình ơi. Ở ngoài có ai? Nhìn đâu? Cái con mà hồi bữa mình gặp ở trên cái gì á, cái con mà mặt trắng á. Con đó tao gặp nó nãy giờ hơi nhiều luôn á. Nãy tao còn nhìn cái lông trên vai mày, tao tưởng lộn nữa mà. Ở giờ tao mới tự sát đi. Giờ đi hết mấy cái lông mày cung nó chỉ để mở cái cửa trong cái khu này á trời. Rồi cách để kéo dài thời lượng của game đó. Phải lộn được chứ. Một chặng đường dài. Rồi mở được gì không? Đấy. À, cái này à? Để phải lộn. Rồi. Mày cung nữa trời. Thôi lo gì tao mày phá đảo Insanity rồi bán mày cung này không nhầm nhò gì đâu. Phá đảo Insanity hồi nào? À đúng rồi nhớ. Tao lộn. Lộn cái game mình biết hai chi. Không, mình biết hai chi khó cực luôn á. Đây. Ủa quá nhanh vậy. Để tao mày ngồi quỳ gối xuống coi phim. Ủa? Coi được không? Sao mày tới bê vậy? Ủa sao tao quay lại cái phòng này rồi? Mày đâu? Tao quay lại cái nhà hồi nãy nè bà, cái nhà mà hồi nãy mà tao mà vô lấy chìa khóa đó. Ờ tao đi nè. Ghê lắm bà. Bắt đầu tao rung rồi đó.
đến khúc này có nhiều cái diễn biến lạ quá, làm cho tao phải suy nghĩ. Tụi mới lụm cái gì vậy? Nghe cái tiếng gì giống như cái tiếng nhiễu sóng á, mày có nghe không vậy? Nghe, nghe luôn, tao cũng nghe luôn. Tao tưởng tao nghe đâu có vấn đề. Nhưng mày với tao đang trong TV gì đúng hơn á. Rooking Stone. What the? Ủa? Ảo vậy? Trời, không có đèn luôn. Ủa? Tự nhiên cái điểm mở cái đường này cho mình chi vậy? Ủa cái tổ mất tên. Khoan từ từ. Má ơi. Bên này bức tường có cái tiếng gì nè. Có. Để tao hú tim luôn á ba. Game. Tự nhiên gần hết game bắt đầu nó mới sợ. Cái chơi từ đầu giờ thấy không gì sợ, đến gần cuối game bắt đầu tao mới sợ á. Tao sợ đi nè. Ở đây nó thiết kế cái đường đi kiểu nhìn. Kiểu nhìn giống như là tao bắt đầu nghe thấy mấy thứ tiếng lạ lắm rồi đó. Nghe đúng không? Nghe. Yeah. Giờ nó mà ta đang nhìn ở đây, nó mà chạy ra mày đánh một vòng chạy hẳn vô trong cái đường đó luôn nha. Ừ. Em Roblox kinh dị thì mình nó ghê dữ vậy trời. Nó rất gần luôn á mà tao chưa nhận dạy được nó. Tao rung vẩy. Tao rung vẩy cứ. Đứng đây nhìn nha, mày đứng đây mày nhìn nha, để tao ra đây tao nhìn. Đứng nhìn nha, nhìn yên ở đó luôn nha, tại để tao ra đây tao nhìn. Để lên mình đây, tao không muốn con nào hụt tao đâu. Ủa? Giờ đâu có cách nè. Giờ mày chạy. Mày đứng đây. Nó trên lầu ra. Mày cứ đứng đây đi. Rồi tao đếm 1, 2, 3 mày chạy vô nha. 1, 2, 3 mày chạy vô, mày quẹo trái, tao quẹo phải. Tại ở đây nó hai đường. Đếm nha. Mày đâu? Mày đứng ở đó đây đi, mày đứng ở đây. Mày chạy đến đó mày. Rồi. Mày quẹo trái. Tao đếm 1, 2, 3 mới chạy nha. Rồi, 1, 2, 3, chạy. Chạy vô luôn. À! Cái gì vậy? Đi vô đây. Có cái con gì á? Ôi, được một mảnh đó nè. Ôi, cái gì vậy? Ôi, chạy nó. Đi luôn. Ôi, trời. Nó đâm tao. Cứ đi mày ơi. Chạy nó. Trời, nó đâm tao. Nói đuôi tao. Tôi đâm tao mấy nhát sắp chết rồi mày ơi. Chết mình respawn. Trời tao cũng ăn nhát rồi nè. Cái gì đây? Dậy, tôi tỉnh. Cái hành đi qua. Gì vậy? Sao tao được? Ê, đâu dậy chứ. Game này tao hay chơi nè. Game này game gì? Game này trên iPhone đó, lúc mà đi hỏi tao bị hư á. Muốn chơi được mấy game nặng á. Tao chơi game này sao? Chuyện được cái lỗi gì ở đây là sao? Rồi. Đó. Đó. Giật. Đúng không kìa? Đúng không? Để nè. What? Sao? Có lỗ mà. Tụi mày ác sao vậy? Không có lỗ luôn á. Còn giờ có đúng một cái lỗ ở giữa đây rồi. Ồ. What are we? Ê.
có biết là trụ được không nữa. Ôi đường đường xăm. Ôi là thằng trụ không được nha. Nó đâm đánh tao nhát là tao đi luôn á. Tao đi trước tao hấn nha. Chứ tao không muốn để cho con này nó double kill đâu. Ủa? Chích chích. Nó spam ở đây luôn nè. Rồi ok. Vô. Làm ơn đừng có đi vậy đủ rồi, tao không muốn đi đâu, làm ơn. Anh điên chưa? Cái lộn của đây. Đứa à. Trời ơi. Ê nó chấp tao mỏ. Trời ơi, mấy cái game này nó khó vãi trưởng ghê. Nó khó mà chơi một kiểu 3 ngày luôn á, chơi game này 3 ngày luôn á. Ok, vậy là một mình đã phá đảo được game Regis Dead. Thời, mình thề là game này là cái game kinh dị chất lượng nhất từ trước đến giờ của Roblox luôn. Quá đã. 3 ngày. Cần phải. Không phải 3 ngày, tầm 2 ngày là phá đảo được game này rồi. Ừ, bốc 1, bốc 2, bốc 3. Bốc nào, bốc 3 là chua á. Thời, mình thề bốc 3 là... chua. Bốc 3 là... cái bot mà dài nhất trong hai cái bot 1 với bot 2 á. Bot 3 là dài nhất, chua nhất luôn. Ok, nếu mà mọi người nếu thấy cái series Roblox kinh dị này của mình hay thì nhớ like, share, subscribe để ủng hộ mình.